Ơi, con gái. Ba coi con mang cái gì cho ba nè. Ba vô liền đó. Vô lẹ đi ba ơi. Vô lẹ nha ba. Ừ. Con gái. Con để gì cho ba vậy? Đây. Con nấu chè đậu xanh với đường phèn cho ba nè, ăn cho mát ba. Con gái của ba giỏi quá. Sao không để ở nhà đi, trưa ba về ba ăn cũng được. Đem ra đây làm chi cho nắng nôi vậy con? Ba đi mần ruộng cả ngày luôn, ba còn không sợ nắng. Còn mang ra có một chút xíu à, thấm vào đâu so với công sức của ba. Với lại còn cái nón nè, ba ăn đi cho mát. Ngon quá. Con gái của ba khéo tay à nha. Ngon lắm á. Trời ơi, ba coi mồ hôi không à. À không ấy, ba cho con làm ruộng với ba nha. Cái con nhỏ này phụ cái gì mà phụ, lo học hành đi rồi phụ má con mấy cái việc ở trong nhà. Biết nấu cơm nấu chè vậy là giỏi lắm rồi. Còn mấy cái chuyện ruộng nương này á, cứ để ba lo. Con thấy ba cực muốn giúp ba thôi. Chỉ cần hai đứa con ngoan ngoãn học hành, gia đình của mình á vui vẻ thương nhau, cực khổ cách mấy á ba cũng chịu được. Với lại ba cũng quen làm từ nhỏ rồi, không có cực khổ gì đâu ha. Con ăn với ba một muỗng ha. Nè. Không có được, con ăn muỗng được rồi. Cái chè này con nấu ra cho ba ăn mà, ba ăn đi cho mát. Thì hai cha con mình ăn chung mới vui ha. Nè, không được ăn cũng cười. Ba ơi, con nhớ ba lắm ba. Ba về với con đi. Về với con đi ba. Đón xem tập mới nhất phát sóng lúc 21 giờ thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.